Chúc mừng sinh nhật anh Chun. Sorry. Trên mặt anh Chun có vẻ đang hơi ngái ngủ nữa. Chúc mừng sinh nhật Chun béo. Như vậy là năm nay năm nào cũng như thế, thì Chun sau khi mà sinh nhật bố xong thì ngày hôm sau sẽ đến sinh nhật Chun. Và năm nay thì Chun đã được 4 tuổi rồi đấy mọi người ạ. Sáng nay thì bọn mình ăn mì, bởi vì là hôm qua ấy thì là sinh nhật bố Kiên, bọn mình ăn kiểu quá trời đồ luôn ấy. Nên là sáng nay thì cả nhà lại thèm ăn mì. Sáng nay bố Kiên xuống cái tiệm tạp hóa dưới nhà mình mua cái mì Omachi này. Cái mì này là mì mới của Omachi hay sao ấy. Đây là mì thịt bò nguyên miếng. Nhà mình cũng chưa ăn cái mì này bao giờ cả. Bóc ra. Ở trên này thì người ta có ghi đây là bữa ăn 1 đô đủ thịt đầy rau luôn. Bữa sáng cả nhà ở nhà. Mà nhà mình cũng rất là lười mua đồ ăn sáng về ấy. Cảm rất là thích ăn mì luôn ấy. Sáng nay thì mỗi người sẽ một hộp mì nhá. Cam chọn hộp nào nào? Thì cam chọn hộp nào, cam chỉ đi. Cam chọn hộp đấy gì? Được rồi. Ngon không con? Ăn mì à? Giống mẹ hồi bé, mẹ cũng thích ăn mì sống. Ôi dồi, ăn thế này thì tí nữa làm gì còn mì để mà ăn nữa. Từ từ để mẹ xem nào, ở đây là gói thịt bò, gói rau, gói sốt, gói thịt bò đã được làm chín vào hộp. À, tức là đổ tất cả các nguyên liệu này vào luôn. Ui, trông gói rau này nhiều thực sự luôn. Đây, tí nữa là nở ra là nhiều lắm đây này. Có gói sốt này, cho cái gói sốt này vào nhá. Mùi thơm á. Trời ơi, hấp dẫn hấp dẫn. Hôm nay Hà Nội trời còn lạnh lạnh nữa chứ. Có hợp lý để ăn mì. Đây là gói thịt bò, một bữa ăn đầy đủ thịt rau. Trời ơi, thịt to thật sự luôn, chất lượng dã man. Trên cái bao bì này thì người ta ghi là tận có 60g thịt liền. Trông như bát phở bát bún ở ngoài tiệm ấy nhỉ, hấp dẫn quá. Hợp lý hợp lý. Cái thịt này cảm giác là nó đã chín rồi thì chắc là tí nữa chỉ mất có 4 phút thôi. Đây là cảnh tượng mỗi sáng nấu mà bà này bà bắt bế. Con đổ ở ngoài này giúp mẹ không? Đúng rồi. Ở trong này thì mọi người để ý là mỗi một cái hộp mì nó đều có một cái vạch ở đây. Đấy là cái vạch căn để cho nước nó chuẩn nhất. Nếu như mọi người đổ đầy quá thì cái mì nó cũng sẽ bị nhạt đi. Không phải là ăn mì thì cũng sẽ để ý là trong những cái hộp này nó có cái vạch này đâu. Là mọi người đổ nước đúng bên đây thôi nhá. Wow, nhìn bát mì này rất là hấp dẫn. Nhiều thịt, rau, rồi ngô, thịt bò luôn mọi người ạ. Mùi rất là thơm. Đây cho mọi người xem này, thịt này. Trông như là một cái bát phở ngoài hàng ấy. Ăn đi con, bố cũng ăn này. Ngoan con. Có nóng nữa đâu, giả vờ giả vịt. Trong mì này còn có cả ngô nữa, cảm rất là ngon. Thích. Ngon không? Ngon. À, mì này được một cái rất là hay đấy là thịt bò hầm. Và cái miếng thịt bò này là thịt bò thật mọi người ạ, và rất là mềm nữa. Bên cạnh đấy thì quan trọng nhất là không cay. Hơi có vị cay siêu 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 dịu nhẹ thôi. Cho nên là trẻ con cũng ăn được luôn. Một bát mì như này mình thấy rất là chất lượng. Và đôi khi có thể thay thế bằng một bát phở hoặc một bát bún ở ngoài hàng. Cũng tiện phết, hôm nào mà mình kiểu không làm bữa sáng được cho Cam ấy thì bọn mình cho Cam ăn mì như này. Bình thường các loại mì khác thì sẽ phải thêm thịt này, thêm rau ở ngoài ấy, này, thêm xúc xích này. Thường là mình mua về mình sẽ phải chế thêm. Nhưng mà cái gói này thì mình không phải chế thêm một tí nào luôn ấy. Chết rồi. Rau thịt to đùng mà. Ăn cái bát mì này nhiều dã man luôn ấy, ăn này sợ no cả ngày luôn. Là cái hộp mì này nó rất là nhiều luôn ấy. Ăn như thế này thì chắc là trưa nay thì sẽ là ăn cái gì nhẹ nhàng thôi. Xong rồi chiều ăn đi xong rồi đi chơi đi chứ thôi, chúng nó được đến chiều luôn ấy. Cái hôm nay ăn giỏi quá nhờ. Wow. Thích à? Con thích à? Lớn rồi, thích ăn mì giống bố mẹ rồi. Hả? Chiều nay thì bọn mình sẽ cho Cam đi ra Hồ Tây để đi đạp xe đạp. Thật sự là mình rất là thích những cái bữa sáng cả nhà ở nhà cùng nhau ăn như thế này. Hôm nay sinh nhật anh Chun, chiều nay mình có đi mua quà cho anh Chun không? Yeah. Rồi, bây giờ thì ăn hết bát mì xong rồi chiều mình còn đi nhá. Chào. Bây giờ hôm nay Cam với Chun đồng đôi à? Cam áo kẻ này, Chun cũng áo kẻ. Chun mặc áo này trông eo ót hơn đấy con ạ. Bây giờ thì bọn mình sẽ cho Cam với các Chun đi ra ngoài trời một chút nhé. Chun như mặt ngày. Tên tên. Cho chúng nó lên trên Hồ Tây này. Cái này là chỗ đầm sen để cho Chun với cả cho Cam đạp xe đi chơi. Cam mới biết đạp xe đạp cho nên rất là hào hứng.
Ê, hai anh em đi đi. Đi đi Cam. Đừng chó kêu. Thôi cứ đạp thẳng đi, cứ đạp đi thẳng đi. Ờ đấy, mẹ đi. Chun bình thường lông nó rất là dày ấy. Nhưng hôm nay mặc cái áo này bó hết cả lông vào trong đây, đây là người thật của nó đấy mọi người. Ôi, thế Cam biết đạp xe đạp thế này. Hồi thử thách lớn khôn còn chưa biết đạp ba bánh. Điện đạp hẳn 4 bánh luôn, xe cao luôn. Vừa cạp, vừa ngắm hồ à. Cũng phải lâu lâu lắm lắm rồi thì cả nhà mới được ra ngoài thoáng như thế này. Nhờ? Ừ. Phải lâu lắm rồi luôn mà. Cái chỗ hồ mà Chun hay chạy nhảy đằng kia thì hôm nay mọi người tập phải dục đông quá. Tại vì bọn mình có chó thì... cho nên là bọn mình đi riêng khu này cho vắng. Cam nữa, Cam cũng muốn được đạp xe đạp chỗ này thì nó ít xe ấy mọi người, nên là có thể đi được. Chun rất là ngoan, Chun không bao giờ dám chạy quá xa so với bọn mình cả. Đấy, bọn mình nói chung bọn mình chạy thì Chun mới chạy thôi. Nó không bao giờ nó dám chạy đi linh tinh ấy. Đi đi Cam. Khó thở quá. Hít thở đi. Ôi, lâu lắm rồi mới được hít thở không khí. Lần đầu tiên mọi người ạ, 29 năm sinh nhật của mình. Ngày hôm qua là ngày sinh nhật mình, hôm nay thì ngày sinh nhật của Chun Chun. 29 năm mình sống trên cuộc đời này rồi. Lần đầu tiên sinh nhật mình đón mà vẫn phải mặc áo len để mà đón. Còn biến đổi khí hậu nữa rồi. Ui dồi ôi, không sao, con nhặt xe lên. Nhấc xe lên. Ai à, khỏe phết nhờ. Rồi, cho em gấu vào. Nhìn cái chân nó ấy, buồn cười kìa. Chân này áo bò quá, quần bò có tuệ ra đây. Lên đỏ đây. Lên đỏ thì phải dừng làm gì, Cam nhở? Đúng rồi. Đèn xanh rồi, đi đi. Nhìn này, không phải nhìn này. Đèn đỏ này. Ơi. Đèn đỏ phải ở dưới, đèn đỏ phòng phải ở trên. Ờ nhưng đây không có đèn vàng rồi, đèn xanh đi. Đạp xe xong là hai anh em này. Còn bát nước Chun Chun vừa uống đã khát luôn rồi. Uống gần hết bát luôn, mồm ướt sũng rồi. Giờ hai anh em thắt dây an toàn vào để mình đi tiếp nhá. Cam muốn ngồi bên này, anh ngồi giữa. Không, ngồi bên này nhá. Ngồi bên này nhá. Nào nào nào. Không bỏ tay em. Ăn kê chưa? Được chưa? Đang cho tay ra ngoài. Ok. Rồi, đi thôi. Xíu đấy, cho em ngồi thắt dây an toàn cùng. An toàn chưa? Bây giờ thì bọn mình sẽ đi mua quà sinh nhật cho Chun. Bởi vì là hôm qua thì là sinh nhật của Hồng Kiên, xong hôm nay là sinh nhật của Chun. Thì cả nhà quyết định là sẽ cho anh Chun nguyên một cái ngày trọn vẹn luôn. Là hôm nay thì anh Chun sẽ được đi chơi này, xong rồi sẽ được đi mua nhiều đồ ăn vặt này, rồi là được mua quà. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ trên đường đi mua quà sinh nhật cho Chun. Đèn vàng, đèn đỏ. Đèn đỏ phải. Đèn vàng thì làm gì hả Cam? Đèn vàng thì làm sao? Đi cạp. Đèn xanh. Đèn xanh đi nhanh. Chính xác, giỏi. Bây giờ mẹ đang chọn xem là có cái xương nào cho anh Chun không? Để mua cho anh Chun nhá. Cái này á. Con chọn xem là có cái gì cho anh không? Cái đùi gà nhá. Cho anh cái đùi gà đi, anh hay thích ăn thịt gà còn gì. Cái này. Cái này cũng kêu được. Đấy, kêu được đấy Cam ạ. Với cả là sẽ mua cho Chun một cái bát ăn mới. Vì bát ở Chun ở nhà bé quá rồi. Bát ăn nào đẹp nhỉ? Không mua cái đùi gà cho ai? Cho anh Chun. Ngon thế. Đi mua quà cho Chun xong thì tụi mình định đi là ngồi cà phê nào ở ngoài để cho Chun ngồi. Nhưng mà quá là đêm, trời mưa mất rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi về nhà. Kiên vào chợ mua ít đồ nhá. Chúc mừng sinh nhật Chun nhá. Chả nhìn thấy Chun đâu cả nhỉ Cam nhỉ. Anh Chun đen xì nhỉ. Đấy, anh Chun này là 4 tuổi rồi. Tháng 8 là đến lượt Cam 4 tuổi. Hai anh em cách nhau mấy tháng Cam biết không? 4 tháng rồi đấy. Dạ. 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 Làm mặt gì đấy? Làm mặt xấu vậy nên ạ. Dạ. Cần hách mũi lên giống mẹ.
mẹ cũng hách mũi này, cầm hách mũi. Nó không đi á. Ấy, mũi lợn đấy. Ít 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 đụt. Cho hỏi mấy giờ rồi vậy? À, chắc chị à, chắc chị ấy mày đi ra ngoài cá ba chú. Mà sao đi tập cho mày hắc chi hả? Đây, đây là cắt cho Chu một miếng bánh hôm qua sinh nhật bố xong. Vẫn còn thừa, do Chu thổi nến, Chu ơi. Anh nhận ra định ngủ cái nhưng hôm qua vẫn còn nguyên một cái bánh. Nào chú. Nào, đấy. Này, phần đến đi con. Nào, mẹ rút chun nhá. Nào, cả cam nào. 1, 2, 3 anh em thử nhá. 1, 2, 3. Thôi, cho chun này. Chun liếm không? Chun ăn nhá. Toàn không? Ăn, ăn ngon lành luôn. Vâng. Chun ăn bánh ngon lành. Rồi bây giờ sẽ cho Chun xem quà của Chun nhá. Chun ra đây. Cam ơi ra mở quà với anh Chun nào. Xem anh Chun có những cái gì nào. Bây giờ anh Chun ăn xính hết đầy vào mồm này. Chun ăn nữa không? Ăn xong chưa để bóc quà nào. Rồi Chun ở đây nhá. Bây giờ sẽ mở quà cho Chun. Cam ơi, đây với anh Chun này. Rồi bây giờ mẹ cho Chun xem quà của Chun nhá. Đầu tiên là mình mua cho Chu một cái này là nó bọc cái sông khói trông rất là ngon. Với cả một gói này nữa. Cái này cũng là một cái chiêu cho Chu có thể gặm nhấm chơi chơi với nhé. Và cái này là Chu rất thích này. Cái này chính là cái Nuchi mà bình thường mình story lên mọi người hỏi rất là nhiều. Nếu mà chó nhà bạn nào mà bị ốm ý thì có thể ăn cái này này. Đấy để bổ sung thêm canxi cũng như là các cái sức đề kháng dành cho chó. Đó. Thế là mẹ mua cho Chu một cái bát ăn mới. Đấy. Rồi bây giờ sẽ bóc cái này ra cho Chun trước nhá. Này Chun thích không? Đấy Chun thích không? Cam có mũ cho anh Chun à? Mẹ đội một cái, Cam đội một cái, anh Chun đội một cái nhá. Đây mẹ bóc vào Chun đang chúng ta thích cái này. Đây cho mọi người nhìn trông ngon không? Không hấp dẫn. Chun nhá, 1, 2, 3. Sao? Chun tiếp nào. Còn cái này nữa cơ mà Chun. Nó có cái đấy là nó chán luôn rồi. Chán rồi. Tập trung vào cái này rồi. Đây Chun ơi còn một cái nữa này. Chun ơi. Đây. Còn một cái nữa. Ủa, trong này nó còn lúc lắc này thôi. Thơm dã man. Bùm 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 bùm. Anh đó anh ăn. Út ít út ít. Cảm ơn út ít út ít. Bây giờ sẽ cho anh Chun xem quà tiếp theo nhá. Chúc mừng sinh nhật anh Chun nhỉ. Chúc mừng sinh nhật anh Chun. Anh mày ăn quá cả nhỉ. Bảo anh Cam, bảo anh Chun thêm tuổi nữa là phải như nào, bớt đen hơn nhỉ, để nhìn thấy mắt này. Đúng rồi, chứ bây giờ anh Chun đen quá. Ngon lành, chứng tỏ là hôm nay Chun rất là thích cái món quà này của bố mẹ với cả Cam tặng Chun đấy. Chứ bình thường bọn mình mua cho Chun mấy cái này ý, Chun chỉ ăn 1-2 miếng thôi là Chun chán rồi. Không thích mấy cái kiểu bánh thưởng hay là gì đâu mà chỉ trung thành tim của thịt thôi. Chỉ ăn thịt thôi. Hôm nay chắc cái này nó kiểu nó có cái quấn. Đây cho mọi người nhìn. Hôm nay chắc là nó có quấn thịt đằng bên ngoài ấy, nhìn trông ngon ấy. Mình nhìn mình còn thấy ngon ấy. Ê, phát ăn hết cái kia của con đi đã. Cái này chưa ăn được. Chun này. Cảm ơn bánh sinh nhật để mẹ lấy nhá. Được cái thì là Chun không bao giờ gặm đồ chơi của Cam ấy. Chỉ thỉnh thoảng khi nào mà Cam cho anh Chun đồ chơi thì anh Chun mới gặm thôi. Chứ còn riêng đồ chơi của Cam thì Chun sẽ kiểu không bao giờ gặm ấy. Nhà Chun nhỉ, ngoan lắm. Còn cái này. Này, Chun Chun. Đấy. Ừ, cũng khẳng luôn. À, không khoái bằng cái này. Em nhìn cái kia là em biết là Chun sẽ khoái hơn rồi mà. Cái này thì kiểu Chun không hứng chí bằng mấy cái kia đâu. Nói chung là chỉ ham ăn thôi chứ không ham chơi. Nhưng mà chắc chắn là có một cái này thì cho dù là xương nó ngon đến mấy đi chăng nữa thì không thể là vượt qua cái sự cám dỗ của cái tuyết Nuchi này. Bây giờ mình chỉ cần bỏ ra thôi thì mọi người tin chắc là mình sẽ bỏ ngay cái khúc xương kia và ăn cái này tỉ tỉ lắm. Nhưng mà cái này mỗi ngày chỉ ăn được một đốt ngón tay thôi. Chun nhiều khi ăn là Chun cứ xin thêm ý. Mỗi lần ăn thì chỗ này thôi là vừa này. Chứ ăn nhiều quá không tốt.
Chun ơi. Rồi, mình sẽ bóp ra tay của mình. Đấy, mọi người thấy không? Chun nó cực kỳ thích cái này luôn ấy. Với Chun thì đây chính là bánh thưởng. Đấy, lúc nào cũng bị xin lố thêm ít này thôi, cho một ít nữa. Anh Chun lại thích ăn thuốc nhỉ Cam nhỉ? Nhưng mà chỉ để ăn thế thôi Chun nhá, mai lại ăn nhá. Nhấn nốt đi. À, ngoan lắm. Happy birthday anh Chun. Bố ơi, bố nhìn Chun này. Yêu cực. Nhưng không thì mắt em đâu phải lấy đèn đem soi. Đây anh Chun Chun. Trời ơi, chẳng nhìn thấy mắt của anh đâu cả. Mắt của anh ở đâu vậy? Đây, mắt anh đây rồi.